Ui dồi ôi Toàn thấy xe cái lồn này tất cả xe cùng một ngày Điệt mẹ đi yên để tôi điều tra vụ án này Câu hỏi thì đã như lồn rồi Bây giờ tôi phải vào Ui dồi ôi điệt mẹ mày đây Tôi cho anh em vào xem Cái đù con má nó chứ sao lại có cái account nó như thế này nhỉ Này các bạn nhìn xem này Vào nick nick của bạn này đây Các bạn nhìn câu hỏi này Đây này anh ơi sao anh thức đêm ôn thi mà không mất ngủ được vậy Ok Tôi đã đéo hiểu câu hỏi Tôi phải ấn vào nick thế nick lon Avatar không có 13 tháng 1 đăng một bài xe Ôi địt mẹ mày tất cả các bài của bạn này đều là 13 tháng 1 Ôi địt con mẹ ảo diệu thế nhỉ Ơ à, lại cùng một nội dung xe luôn Cái lồn gì đang diễn ra này Ôi <laughs> Tất cả đều là 13 tháng 1 nhá Trong một ngày bạn ấy xe À đây lại đây đây được thêm một bài xe nữa Cũng 13 tháng 1 Ôi trời ơi địt con mẹ Facebook Sao nữa kéo nó đi Địt bại tôi phải điều tra vụ án này khảy mấy cả lột. Ôi trời ơi 13 tháng 1 vẫn 13 tháng Địt mẹ có hai máy xe Ô đi con mẹ cái lột đi xảy ra đấy Ôi Ôi Lại bài cũ Vẫn là 13 tháng 1 Ôi vãi lột lúc 13:04 phút Thế xem nào Bài này bao nhiêu đây Lúc 13 giờ 04 phút Ôi Ôi lúc lúc 13 giờ 04 phút ạ Tất cả bài xe cùng một giờ Địt con mẹ mày cái vụ án này Để tôi điều tra tiếp xem nào Đâu rồi à? Mấy giờ đây? 13 giờ 03 phút Ui, con mẹ mày đỉnh vãi lồn Thế còn cái bài đầu tiên là xe lúc nào? Bài này là bao nhiêu? 13 giờ 07 phút Ui, vãi lồn Mới có, địt con mẹ Nó chứ 4 phút mà số xe lắm thế nhở? Xe lại còn cùng nội dung lại còn không có một cái like nào cả địt con mẹ, đỉnh thật Trường hợp này, trường hợp này đi vào đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi Trường hợp này đâu rồi Cờ lon rồi, bạn cờ lon rồi Lên ngay tiếng này tôi xem nào Sao lại có cái trường hợp như thế này nhỉ? đủ ma nó chứ. Đâu rồi bạn cờ lon rồi có hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên.